hộp giảm tốc trục vít bánh vít hai cấp có thể tạo ra tỷ số truyền cao nên đến vài trăm hoặc có thể thậm chí là vài nghìn và đặc biệt là nó có khả năng tự hãm gần như là tuyệt đối vì cái này nó khóa hai trục của hộp số đơn với nhau tạo ra hộp số trục vít bánh vít hai cấp bằng cách ghép giữa hai hộp số một cấp lại với nhau để ra hộp số trục vít bánh vít hai cấp như trong video này